Tình hình nguồn cung ứng điện của miền Bắc trong 6 tháng đầu năm phải đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết chuyển sang mùa khô, các đợt nắng nóng xuất hiện sớm hơn so với cùng kỳ năm 2022, dẫn đến thiếu nước ở các hồ thủy điện nên xảy ra tình trạng thiếu nguồn ở miền Bắc trong các tháng 5 và 6. Trước những khó khăn trên, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo từ chính phủ, Bộ Công Thương và EVN Nỗ lực giữ vững vận hành hệ thống điện để cung ứng điện cho 27 tỉnh thành phía Bắc. Điện thương phẩm tháng 6 năm 2023 của tổng công ty đạt gần 8 tỷ kWh, tăng 2,72% so với tháng 6 năm 2022, đưa tổng lượng điện thương phẩm lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 41,55 tỷ kWh, tăng 2,38% so với 6 tháng năm 2022 và đạt 46,48% kế hoạch để đảm bảo cung cấp điện cho những tháng cuối năm. Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 do EVN NPC tổ chức mới đây, một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác kỹ thuật, kinh doanh, đầu tư xây dựng, chăm sóc khách hàng, các giải pháp phương thức vận hành hệ thống điện phục vụ sản xuất kinh doanh khi thiếu nguồn được tập trung thảo luận. Hội nghị cũng chỉ ra thực trạng và các giải pháp cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023.